Xin chào tất cả các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Neutron 4 Isotope vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài review về cái plugin này và những cái chức năng mới của nó mà mình biết. Dĩ nhiên, Isotope vẫn chưa ra những cái video hướng dẫn về cái này nhiều lắm, nhưng mà mình sẽ nói về hai cái chính mà mình thấy rất là thú vị. Ok. Rồi, đây sẽ là cái chất nhạc khi mà chúng ta chưa xử lý. Rồi, đây khi mà mình mở kênh mixer lên thì các bạn có thể thấy cái phần nhạc cụ mình đã để nó vào kênh số 1. Và phần trống mình đã để vào kênh số 2. Rồi, thì cái Neutron 4 mình đang để ở bên kênh số 2 ha. Trong Neutron dĩ nhiên rồi, các bạn có thể kéo cái này để các bạn thay đổi cái UI của nó cho lớn hơn, giao diện người dùng lớn hơn nha các bạn. Rồi, thì cái chức năng đầu tiên mình muốn nói với các bạn là cái mục bên này. Thì bây giờ mình sẽ vừa cho nó chạy vừa bấm cái mục bên này lên nhé. Trước khi chúng ta đi vào chỉnh cái này, các bạn hãy nghe thử khi mà họ chỉnh tự động này. Mình sẽ vừa mở trống bypass và vừa mở không bypass để các bạn nghe là cái plugin nó đã thêm cái gì vào cho cái chắc trống của mình. Rồi. Đấy thì các bạn nghe thấy nó cũng khá là thú vị ha. Thì bây giờ chúng ta có thể vào cái trang bên đây là chúng ta có thể chỉnh thêm cho nó một số thứ. Ví dụ các bạn có thể cho nó thêm một tí cái độ nảy ha. Punch là độ nảy. Và dĩ nhiên là họ dùng cái compressor để họ làm cái độ nảy này. Cái thứ hai là distortion. Cái này thì trong trong ba cũng đã có rồi, nhưng mà nó đã được tổng hợp vào cái trang này để cho mọi thứ dễ dàng hơn ha. Rồi, chúng ta có thể mở thêm distortion. Cái tone này thì nó trong cũ đã có rồi. Ở trên là cho thêm distortion và âm cao, và ở dưới này là cho thêm distortion và âm thấp. Còn width này là tăng độ rộng của không gian. Rồi, và dĩ nhiên là khi mà các bạn bút cao quá như thế này thì nó sẽ gây ra hiện tượng lỗi phase ha. Nhìn nó cũng có cái nút sensitivity ở trên đây nữa.
Sensitivity là độ mạnh nhẹ của neutron sẽ dùng để xử lý cho cái chất này ha. Rồi bây giờ thì bên trái này là chúng ta có một số cái reset, chúng ta hãy thử gọi một số cái reset lên nhé. Nhưng chúng ta đang dùng drum bus cho nên là cái thích hợp nhất có lẽ là cái drum này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nói về chức năng thứ hai của nó. Thì mình sẽ tạm thời bỏ hết mấy cái này đi. Rồi, chức năng thứ hai của nó chính là chức năng unmask. Unmask này thì các bạn nào dùng Necta thì có lẽ đã biết rồi ha. Để sử dụng cái unmask này á, đầu tiên chúng ta phải có tín hiệu đầu vào. Rồi chúng ta hãy sidechain cái kênh sin này. Sidechain từ cái kênh sin qua bên cái kênh có neutron. Đây mình sẽ chọn kênh sin xong mình sẽ sidechain qua kênh có neutron. Rồi. Các bạn lưu ý nha, để mà nó được như vậy thì chúng ta phải dùng cái automap input này nhé. Chức năng của cái unmask này là dùng để đè âm lượng của cái chất đang có neutron, đó chính là cái chất trống nè. Đè những cái tầng âm và âm lượng của nó xuống làm sao để cái chất mà dùng đã sidechain trong trường hợp này chất sin nó nổi lên. Rồi các bạn có thể dùng cái này để các bạn có thể là sidechain bay hay là sidechain kick gì đấy, đó là chuyện của các bạn. Thì hy vọng các bạn có thể áp dụng cái cách này vào trong cái khâu xử lý mixing của các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng các bạn thích video này của mình. Hãy để lại một like và chia sẻ nếu các bạn thích video này. Chúc các bạn một ngày tốt lành.